Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay thẩm mỹ OEO mang tới cho quý vị khách hàng một ca xóa răng ở vùng tay của mình, và anh có một cái hình xăm rất là lớn ở tay của mình rồi ạ. Đó. Quý vị có thể nhìn thấy rõ hơn tay của anh khi mà xóa xăm tại thẩm mỹ OEO. Đó, quý vị có thấy không ạ? Hình xăm ở tay của anh rất là lớn ạ. Nó dọc hết cả cái phần cánh tay của anh. Và anh Đức thì có xăm hình xăm này cách đây 3 năm đúng không ạ? Và hình xăm cũ của anh thì cách đây 3 năm, và cách đây khoảng tầm 2 tháng thì anh có xăm trồng và xăm đèn lên nữa. Và anh Đức ơi, không biết là cái thời điểm hiện tại thì tại sao lại mình quyết định là xóa cái hình xăm này ạ? Công việc đấy ạ. Thì lý do công việc đúng không ạ? Và tại sao anh biết đến thẩm mỹ OEO để mình xóa xăm ạ? Anh search trên mạng. Mình search trên mạng và mình tìm kiếm các thông tin. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên xóa xăm của anh Đức tại thẩm mỹ OEO. Và với một cái hình xăm trồng như thế này thì thẩm mỹ OEO đang xử lý bằng phương pháp là Picoji 450, một cái phương pháp rất là công nghệ rất là cao và hiện đại tại thẩm mỹ OEO quý vị nhé. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thẩm mỹ OEO đang độc quyền công nghệ xóa xăm Picoji 450, và đây cũng là công nghệ hiện đại nhất cho tới thời điểm bây giờ. Quý vị có thể thấy là ngay từ với cái buổi đầu tiên thôi thì khi mà đi laser Picoji 450 trên cái hình xăm của anh thì màu xăm chuyển sang trắng ngà, tức là cái hiện tượng đáp ứng điều trị đang rất là tốt. Và với Picoji 450 thì sẽ cho hiệu quả thấy rõ nhất sau từ 10 đến 15 ngày sau buổi đầu tiên quý vị nhé. Bởi vì là khi mà laser tác động lên da của khách hàng thì đây là một cái laser phá vỡ mủ mực, thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất sau từ 10-15 ngày sau khi mà hạt mực đã đào thải ra ngoài qua đường bài tiết mồ hôi. Và về nhà thì quý vị cũng lưu ý là sẽ không ăn những cái đồ ăn gây sẹo như là rau muống, thịt gà, thịt bò, trứng này. Và bên cạnh đó thì những cái ngày đầu chúng ta cũng nên là kiêng những cái chất tẩy rửa và không chà sát quá mạnh lên cái vùng da mà chúng ta vừa điều trị, để đảm bảo nền da của chúng ta sau khi mà hết mực xong thì có thể trở lại như cái mùa da ban đầu. Và tiếp theo đó thì quý vị cũng nên chống nắng thật là tốt để ánh nắng không tác động trực tiếp lên cái nền da vừa mới xóa xăm, để đảm bảo cho làn da của chúng ta. Vâng ạ, với công nghệ Picoji 450 thì chúng tôi cam kết là sẽ mang lại cho khách hàng một liệu trình xóa xăm hết sạch mồ mực trong thời gian ngắn nhất, và đảm bảo là sẽ không để lại sẹo quý vị nhé. Quý vị có thể thấy là với hình xăm của anh Đức thì chúng ta ngoài những cái màu mực đen ra thì còn những cái màu mực đỏ thì dưới nữa. Tức là hình xăm này vừa là hình xăm trồng và hình xăm có cả những cái màu mực khác nữa. Vậy nên là cái thời gian xóa xăm bao giờ cũng sẽ mất nhiều hơn so với những cái hình xăm đen thông thường. Tuy nhiên là với những cái hình xăm như thế này thì chúng tôi cũng cam kết là có thể hết sạch màu mực 100% qua những cái số ngắn nhất thôi. Thế nên là quý vị khách hàng cũng yên tâm nhé. Khi mà đến với thẩm mỹ OEO thì có rất là nhiều những cái khách hàng chúng ta đã xóa xăm ở những đơn vị khác và đã để lại sẹo rồi, nên là dừng lại ngay cái liệu trình đó và đến với thẩm mỹ OEO thì chúng tôi tiếp tục là bất công là xử lý cái hình xăm đó này, sau đó là phải xử lý vết sẹo cho da của khách hàng có thể điều màu lại nữa. Vậy nên là để chúng ta lựa chọn được một cái địa chỉ xóa xăm uy tín thì chúng ta nên là có được một cái tìm hiểu thật là kỹ này trước khi mà chúng ta gửi gắm cái hình xăm của mình ở bất cứ đơn vị thẩm mỹ nào đúng không ạ? Vâng, quý vị thân mến, và để theo dõi được những cái buổi tiếp theo của anh Đức với hình xăm mới đi từ cái tay như thế nào thì quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage của thẩm mỹ OEO quý vị nhé. Bây giờ thì livestream của chúng tôi xin phép được